Ạ. Xin uh, chào tất cả anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp uh, cả nhà trong bài video của Finasrak ngày hôm nay. Uh, chúng ta hôm nay không biết là anh chị và các bạn giao dịch thế nào ạ? Chúng ta đã có những cái thời điểm uh, thật sự là bùng nổ đúng không ạ? Uh, hôm nay thì ở trong room tư vấn của các admin uh, cũng đã chứng kiến câu chuyện là bùng nổ khi mà chúng ta đã lựa chọn đúng những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể giao dịch từ thời điểm này. Ví dụ như là chúng ta giao dịch uh, về một nhóm ngân hàng này. À, đại diện qua những cổ ví dụ là trong room tư vấn của châu đi thì chúng ta nói về câu chuyện của acb à, hay là những room anh chị khác thì cũng đều có những câu chuyện thật sự là tích cực ví dụ chúng ta chọn nhóm ngành banh trứng và thép thì à, đến thời điểm này à, nếu mà anh chị giao dịch thì chúng ta đều có một cái tâm trạng à, hết sức là là hưng phấn à, nhưng mà cũng theo vào đó thì là chúng ta đã có bắt đầu có những câu chuyện mà rủi ro cũng như là câu chuyện lo ngại về liệu là chỉ số. Ví dụ như là vn có vượt được cái vùng cái vùng cản hiện tại hay không và có có lên được cái vùng của 1400 hay là với VN30 thì liệu là có tăng được lên ngay cái vùng sát ở đây là một vùng 1500 hay là chúng ta sẽ cần phải một số nhịp điều chỉnh trong những phiên sắp đến. Thì chúng ta sẽ có hai những cái mệnh đề lớn để chúng ta có thể bàn bạc bà và cùng chia sẻ với nhau trong ngày hôm nay. À, nếu như anh chị đấy thấy thì rất lâu rồi à, đến trong thời điểm tuần tuần trước ấy thì chúng ta có nói về câu chuyện là giá dầu và giá dầu này này à, đây là cái câu chuyện về giá dầu và nếu mà giá dầu mà chúng ta nhìn lại câu chuyện là liệu là giá có vượt được cái vùng của 70 đô một thùng dầu Brent hay không à, vì lý do vì sao mà mình hãy hay chia sẻ về giá dầu Brent và cũng nói về câu chuyện về lạm phát đến như vậy thì nếu như anh chị để thấy ấy, là nếu như thời điểm trước đây và chúng ta nhìn vào chỉ số SPX thì chúng ta có thể thấy là những cái thời điểm mà dầu Brent ấy, à, chúng ta hãy cùng so sánh với dầu Brent nhé. ở đây có một cái vùng à, chúng ta sẽ dùng so sánh với dầu Brent, à, NBR này. À, OK, chúng ta hãy cùng nhìn qua về chỉ số SPX và dầu Brent. thì à, những cái thời điểm nào mà mà dầu Brent nó trở thành một cái yếu tố mà đe dọa cho cái nhịp tăng trưởng của thị trường chung. À, nếu mà anh chị để thấy ấy, thì bất cứ thời điểm nào khi mà giá dầu Brent mà chạm cái, cái ngưỡng uh, chạm ngưỡng của 70 đô ấy thì lúc này thị trường sẽ có áp lực điều chỉnh. À, vì sao lại thời điểm này nó lại nhạy cảm hơn thời điểm trước đây? À, nếu như anh chị thấy là giá dầu Brent và cũng như là giá của cổ phiếu SPX uh, chỉ số leading uh, về các chỉ số của thị trường chứng khoán nói chung ấy thì thường là nó đi khá là cùng nhau. À, ví dụ như là giá dầu mà tạo tạo uh, giá SPX tạo đáy thì dầu cũng tạo đáy hay là có những thời điểm mà nó sai nhau. À, những thời điểm sai nhau, ví dụ như là thời điểm tháng 4/2019 đi thì giá dầu giá dầu bị điều chỉnh giảm trong khi là là giá chứng khoán tăng. Hay là đến cái thời điểm Covid thì đi cùng nhau và đến thời điểm hiện tại là có đi cùng nhau hay không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng phải nhìn lại vấn đề là trong năm 2020 thì lý do vì sao mà mà thị trường tăng. À, thị trường tăng chúng ta sẽ xác định rõ một yếu tố thôi. Khi mà Covid xuất hiện ấy thì thị trường tăng hầu hết là đến từ cái dòng tiền bơm của ngân hàng lớn, ngân hàng trung ương cũng như là bên các cái cái các cái uh, bên chính phủ là đang bơm tiền ra để hỗ trợ cho thị trường được một cách tăng trưởng một cách tốt hơn. Đó là một cái mà mà chúng ta cùng nhìn nhận về yếu tố của cái thị trường dầu cũng như là là dầu Brent. Thì đến thời điểm của năm 2020 ấy, thì lúc này là lúc mà chúng ta lo lắng nhất về câu chuyện gì ạ? Đó là lo lắng nhất về câu chuyện là về lạm phát. À, khi mà khi mà khi mà lạm phát tăng ấy, thì ngân hàng trung ương sẽ không còn lý do để họ bơm tiền nữa à, để không còn lý do để họ có thể đưa tiền bơm tiền vào chỉ số và 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 đó là lý do tại sao mà bây giờ đến thời điểm này khi mà dầu tăng giá trên 70 đô một thùng thì cái cái đà tăng đối với chỉ số SPX bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh giảm thì đây là một cái mệnh đề rất là lớn mà mình cũng sẽ chia sẻ và phân tích rõ anh chị trong cái Uh, video ngày hôm nay và qua đó thì chúng ta sẽ xác định lại là liệu chúng ta có cơ hội với thứ nhất là nhóm ngành dầu khí hay không uh, chúng ta có cơ hội giao dịch với nhóm ngành dầu khí hay không khi mà dựa vào các la bàn tài sản của finasac thì cũng có thể thấy rõ là dầu tăng cách đáng kể này sau đó là vàng và sau đó là chứng chứng khoán và cổ phiếu và hai cái tài sản là bitcoin bị giảm uh, khốc liệt uh, và có vẻ như là cái lượng tiền giảm từ bitcoin này nó đang đang chuyển đổi sang sang chứng khoán ấy. đang chuyển đổi sang vàng và sang dầu và cái đồng đô ấy thì vẫn là trong một xu hướng giảm chắc chắn rồi và đồng đô sẽ tiếp tục phải là một xu hướng giảm nếu mà muốn à, thị trường hồi phục sau câu chuyện covid 19 thì đó thì bây giờ cái bức tranh dòng vốn toàn cầu ấy thì có thể là mình cứ khẳng định rõ mọi yếu tố là gì đó là cái lượng tiền vào những cái tài sản đầu cơ vẫn còn cao À, lượng tài sản về dầu này, một, một một lúc nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm về dầu. Và trong câu chuyện của cổ phiếu thì cái đà tăng trưởng cổ phiếu thật sự là rất là mạnh. Và đặc biệt là nếu mà nhìn vào cái bức tranh chung của toàn thị trường ấy thì có thể thấy là ví dụ như là chỉ số của uh, cổ phiếu của Việt Nam, uh, chỉ số của VN Index cũng như là chỉ số của uh, của của VN30 hiện nay là đang leading thị trường, còn trong khi đó là SP500 lại bị uh, thấp ở phía dưới này. này thấp ở phía cái vùng ở phía dưới trong khi là vn 30 mươi vn index ở vùng rất cao phía bên ở phía trên lý do tại sao lại như vậy thì lúc này chúng ta sẽ chia sẻ một yếu tố là thực sự ấy, khi mà cái dòng tiền đầu cơ nó cao ấy, dòng tiền đầu cơ bắt đầu nó tăng trưởng mạnh đặc biệt là trong thời điểm mà giá dầu lên trên vùng 70 mươi thì đây là lý do mà khiến cho dòng tiền nó sẽ có cái tư duy nó ngắn hạn hơn cái tư duy nó nhìn một câu chuyện ngắn hạn hơn và đặc biệt là trong cái thời điểm mà hôm nay là chúng ta là thứ năm uh, chúng ta đã giao dịch uh, bước sang thời điểm của thứ tư và chúng ta đã hết phiên giao dịch của thứ tư rồi và chúng ta sẽ còn giao dịch của phiên thứ năm, phiên thứ sáu thì cái lý do mà mình nhắc đến là yếu tố này này ở trong phiên thứ sáu ấy, chúng ta có một cái tin về bảng lương phi nông nghiệp ở à, cái bảng lương phi nông nghiệp này khá quan trọng trong thời điểm hiện tại bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ nó sẽ khẳng định câu chuyện là thị trường phục hồi dưới covid như thế nào à, nếu như mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh của à, lượng lao động mới tham gia vào thị trường ở trong tháng qua ấy, thì chúng ta có thể nhìn qua cái tin là bản tin phi nông nghiệp là non-farm payroll uh, NPF uh, cái tin bản lương phi nông nghiệp của cái thời điểm trước đây ấy, nếu mà chúng ta cùng cùng so sánh lại thì anh chị sẽ thấy câu chuyện là cái đà tăng trưởng của bản lương phi nông nghiệp có vẻ như là là bắt đầu bị trứng lại đấy uh, bắt đầu bị trứng lại thì nó cách khác là cái cái mà kỳ vọng và phục hồi của kinh tế lúc này vẫn chưa thật sự là quá nhiều À, chúng ta chỉ có đúng một câu chuyện mà phục hồi vào thời điểm của tháng tháng 3, tháng 4 Năm 2020 là liên quan đến à, câu, câu, câu chuyện của Covid-19 Là bị giảm đến khoảng là 21 triệu Và sau đó là tăng lại khoảng 45 triệu Và thực ra là mức độ phục hồi đến thời điểm hiện tại ấy, Nó vẫn chưa đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trước đó Mà đơn giản là nó chỉ có phục hồi trở lại đúng cái vùng Gọi là cái vùng, à, một cái vùng tăng trưởng giá của thời điểm trước Covid thôi Nói chung là kinh tế vẫn chưa thật sự là khởi sắc đâu mà đơn giản là vẫn đang chạy bằng những cái dòng tiền hỗ trợ và dòng tiền bơm từ phía chính phủ ví dụ điển hình nhất là ví dụ như thị trường của chúng ta đi chúng ta đang có một câu chuyện nghịch lý và một câu chuyện à, gọi là phi lý à, khi mà giao dịch nó lại liên quan đến câu chuyện về dòng tiền và có câu chuyện kỳ vọng hơn so với uh, những cái gì đang diễn ra khi mà rất nhiều công ty đang bị ảnh hưởng bởi câu chuyện giãn cách xã hội uh, thực sự là đó là với cái nghịch lý của những cái tư duy theo theo cái kinh tế nhưng mà nếu mà tư duy theo chứng khoán thì rõ ràng đây là một cái sự uh, thuận tự nhiên bởi vì sao bởi vì là chúng ta đang giao dịch dựa trên những điều kỳ vọng À, chúng ta đang giao dịch dựa trên những điều mà chúng ta đang kỳ vọng cho thị trường sắp đến à, sau khi mà phục hồi dịch Covid xong thì điều gì là sẽ sẽ kỳ vọng tiếp theo à, và điều gì đang diễn ra trong hiện tại ví dụ như là nhóm ngân hàng đi là một nhóm cổ phiếu mà đang được à, hỗ trợ rất là tốt à, bởi cái câu chuyện bơm tiền từ phía chính phủ khi mà cái Covid lại càng bơm tiền và lúc này thì ngân hàng sẽ là cái cổ phiếu đầu tiên mà cái nhóm ngành đầu tiên sẽ được à, nhận được cái những dòng vốn này thứ hai là cũng không thể bỏ qua được câu chuyện vào chứng khoán đúng không ạ khi mà cái dòng vốn vào chứng khoán rất là lớn ở trong cái câu chuyện hiện tại là dòng vốn đang vào chứng khoán và đó là lý do tại sao mà chúng ta đang nắm những cổ phiếu chứng khoán ví dụ là hcm này hay là vnd này hay là cổ ssi này, đều đang tốt hay là với nhóm ngân hàng đi nhóm ngân hàng ví dụ là chúng ta nhìn qua cổ về tcb uh, techcombank uh, đang tăng trưởng tốt uh, một lúc nữa mình sẽ chia sẻ thêm là vì sao mà chúng ta cần phải thận trọng với những cổ phiếu uh, nhóm ngân hàng mà gọi là dòng lát cap và chuyển sang dòng mid cap. Ví dụ là VCB uh, cũng đang bắt đầu có những cái nhịp phục hồi tăng trưởng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại câu chuyện mà đến thời điểm này ấy, nếu mà anh anh chị nhìn thấy là khi mà cái lượng tài khoản trong tháng 5 đã tăng trưởng đột biến, uh, lượng tiền vào đến độ mà HOSE buộc phải là là hạn chế cái lệnh giao dịch thì thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn thấy là À, cái dòng vốn nó sẽ không có cái sự à, dòng vốn không phải có à, nó không có cái sự lan tỏa theo cái hướng là của cổ phiếu blue ví dụ là chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện của thị trường đi thì bây giờ chúng ta có câu chuyện và blue là một nhóm ngành dẫn dắt này đại diện qua chỉ số vn30 à, cổ phiếu dòng mid và cổ phiếu dòng small tức là cái dòng mid là dòng vừa và cổ phiếu nhỏ thì bây giờ cái dòng blue này ấy, thì đại diện qua dòng bank blue bay blue tức gì ạ nhóm ngân hàng vốn hóa lớn thì bây giờ anh chị nhìn thấy là cái cái yếu tố mà nhóm ngân hàng vốn hóa lớn đi vẫn nằm ở trong ngành ngân hàng tuy nhiên là những cổ ngân hàng nhóm vốn hóa lớn ví dụ là tcb techcombank thì bây giờ không còn đà tăng à, hoặc là cái đà tăng nó đang, đang bắt bắt đầu là lay hoay yếu dần và đặc biệt là áp lực bán ngày hôm nay rất là mạnh với tcb hoặc là với những, cái dòng ngành ngân hàng khác lớn ví dụ là mới banh đi cũng đang bắt đầu là là chứng lại cái đà tăng rồi hay là ctg cũng đang chứng lại đúng không ạ rõ ràng yếu tố chứng lại của gia, của những cổ ngân hàng lớn à, ví dụ Vbank thì cũng đã, đã tăng khá là yếu và khá yếu ớt và thậm chí là đang có dấu hiệu phân kỳ âm à, đối với đà tăng của Vbank trong cái nhịp thị trường hiện tại nhưng nếu mà anh chị đấy thấy là cái nhóm ngành ngân hàng Big bank, ví dụ như là ACB này hay là cổ liên việt sport bank này hay là những cổ liên quan đến những cái nhóm shb hay là chúng ta có những cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành ngân hàng, ví dụ liên việt postbank đi, thì những cái cổ phiếu uh, VIB nữa, uh, nữa, những cái cổ phiếu mà nhóm ngành mid của ngân ngân hàng ấy, thì rõ ràng là đang đón sóng và điều gì đang 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 khiến cho chúng ta cảm thấy lo ngại ở đây ạ? Có vẻ như là đến những cái thời điểm mà bơm tiền thì nó sẽ nhắc đến một câu chuyện mà chúng ta đang nhắc đến thời điểm hiện tại đó là lo lắng về lạm phát. Uh, lo lắng về lạm phát tức là sao ạ? Khi mà lạm phát tăng, uh, chúng ta hãy nhìn lại câu chuyện về về dòng banh và lãi suất nhé banh thì họ bán tài sản là họ bán những cái sản phẩm dòng tiền vay khi mà lãi suất hạ uh, mình y e này interest này khi mà lãi suất hạ thì chắc chắn một điều là banh sẽ có lợi uh, ví dụ là cổ phiếu banh sẽ có lợi bởi vì là họ cho vay giá rẻ hơn và dòng tiền tức là cái lượng vay vốn vay sẽ hấp dẫn hơn tuy nhiên là khi mà lãi suất hạ thì chắc chắn một điều là lạm phát sẽ bắt đầu tăng dần khi mà dòng tiền bắt đầu mất giá thì lạm phát tăng dần và bây giờ là chúng ta chỉ có một cái câu chuyện là lạm phát mục tiêu thôi À, là phát mục tiêu thôi. À, nó đang ở cái mức tăng lên mức, mức mục tiêu này thì được này. Còn nếu mà trường hợp tăng lên mức mục tiêu mà gọi là tăng vượt mục tiêu ấy, thì lúc này chúng ta bên ngân hàng trung ương họ sẽ buộc phải điều tiết lại câu chuyện của lãi suất, của tức là cái chữ y này này. Bắt đầu họ sẽ phải tăng cái lãi suất lên để điều tiết cho lạm phát quay trở về cái mức mục tiêu này. Thì đó là cái câu chuyện mà chính phủ điều tiết. Thì bây giờ ấy, cái, cái điều mà chúng ta lo ngại nhất thì mình xin phép quay lại là câu chuyện về giá dầu à, câu chuyện về giá dầu thì bây giờ mình đã nhìn thấy giá dầu ở trên cái vùng 70 đô và nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh lớn đi à, bức tranh của à, thị trường toàn cầu đi thì bức tranh lớn cũng đang đang thể cái cái góc độ cái góc nhìn này rất là rõ bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua chỉ số SPX một lần nữa chỉ số SPX và daily và chúng ta hãy so cùng so sánh với giá dầu tức là sao ạ khi mà giá dầu đến thời điểm này mà giá dầu cứ chạm ngưỡng cứ chạm ngưỡng 70 đô mà không có sự điều tiết thì chắc chắn một điều là thị trường à, SPX là bị điều chỉnh giảm do là lo lắng về lạm phát. Nếu mà chúng ta chuyển sang đồ thị nến ý, cho anh chị dễ hình dung hơn, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái giá dầu tăng ấy lên 70 đô thì chắc chắn một điều là chứng khoán giảm. Mặc dù là có lợi cho các nhóm ngành năng lượng nhưng mà thực sự là đối với nhóm ngành cổ phiếu nói chung ý, thì bắt đầu là có dấu hiệu điều chỉnh. Và đến thời điểm hiện tại là khi mà dầu cứ tăng lên thì chứng khoán lại giảm và nếu mà dầu giảm thì chứng khoán sẽ tăng. Còn bây giờ là rõ ràng là dầu đã tăng lên trên 70 đô rồi và do vậy là ngay cả chứng khoán bắt đầu thấy những dấu hiệu là bắt đầu có dấu, dấu hiệu điều chỉnh thì hôm nay mình cũng đã phân tích trở lại với uh, một cái thị trường và cái lo lắng lạm phát của, của thị trường đó là câu chuyện của thị trường là OECD uh, cái nhóm mà kinh tế của OECD là kinh tế về về phát triển nói chung là lo lạm phát của câu chuyện này thì OECD thì có thể thấy một câu chuyện là gì ạ đó là cái lo lắng về lạm phát 30% uh, of inflation ấy. Uh, thì bây giờ điều chỉnh ấy thì rõ ràng là ở trong cái câu chuyện của 2010 này 2020 này, thì cái lo lắng của OECD và cái mức mức độ mà là, là phát trung bình 2 phần thì bây giờ là đang thấp hơn hẳn so với OECD à, do vậy là chúng ta cần yếu tố là gì ạ có vẻ như là bên bên OECD sẽ không sợ câu chuyện là dầu Brent sẽ tăng à, và thậm chí là họ đang kỳ vọng là dầu Brent sẽ tăng nữa và họ sẽ có lợi khi mà họ họ xuất khẩu giá dầu như thế này và nếu mà trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ phải kỳ vọng một câu chuyện đó là gì ạ à, các dữ liệu về lạm phát cho thấy ấy, là ngay cả cái khu vực của thị trường châu âu chúng ta lại nhìn lại là dữ liệu về lạm phát nhé ở bên phía thị trường châu âu này à, bên phía thị trường mỹ này thì bây giờ bên phía thị trường mỹ đã đang kỳ vọng là sẽ tăng trưởng lên áp lực về lạm phát lên khoảng là 4% à, trên 4% trong khi đó là đồng đồng euro ấy, à, bên phía thị trường châu âu là khoảng là 2% chỉ có mỗi nhật đây. Nhật thì vẫn đang là bị giảm phát thì chắc là chúng ta đã biết từ trước rồi đúng không ạ khi mà lãi suất âm có chuyện mà giảm phát về nhật còn lại là đều là mỹ và châu âu đều tăng cả do vậy là gì ạ chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu cho thấy là là bây giờ đã bắt đầu chạm đến cái vùng gọi là vùng lo lắng uh, của thị trường khi mà khả năng về về giảm lãi suất này uh, với thị trường việt nam thì vẫn còn nhé vẫn còn dư địa là giảm lãi nhưng mà đối với thị trường ví dụ như là thị trường của uh, của nước ngoài À, cái ngân hàng trung ương lớn ví dụ là Mỹ và Eurozone ấy, thì bây giờ họ đã giảm hết về không rồi, sát về không rồi. Bây giờ họ họ ít có khả năng mà họ giảm thêm nữa lắm mà họ phải tìm cách điều tiết thị trường mà bằng một cách khác. Và do vậy là cái cái câu chuyện về lạm phát trên giá dầu tăng bây giờ bắt đầu quay trở lại thị trường. Và đây là điều mà mình đánh giá là bắt đầu phải nên thận trọng dần rồi. Nên thận trọng dần rồi. Và yếu tố thứ hai ấy, nếu mà chúng ta nhìn về bức tranh của lạm phát, chúng ta cũng có thể, có thể thấy là cái cái dòng tiền đang mang tính đầu cơ nhiều hơn đang mang tính đầu cơ nhiều hơn nhé và những cái cổ phiếu đầu cơ bắt đầu lại tăng trưởng trở lại à, ví dụ như là cổ của nhóm cổ chủ tịch FLC này à, hay là cái nhóm cổ đầu cơ cao yếu tố mà chỉ trong ngắn hạn thôi thì bây giờ bắt đầu dấu hiệu dục dịch tăng tăng trưởng trở lại rồi và thứ ba nữa là cái câu chuyện mà nghẽn dòng tiền nghẽn mạng ấy thì có thể là nó sẽ kéo dài trong một thời gian nhưng mà liệu là có xa được nữa hay không ấy thì lại là một cái bài toán khác mà chúng ta cần phải phân tích và bóc tách trong thời điểm hiện tại và đồng thời là những cái câu chuyện liên quan đến lạm phát thì nó sẽ dắt những câu chuyện là những cái tài sản mà mà hạn chế lạm phát ví dụ như vàng à, ví dụ như vàng vàng vẫn tăng à, thứ hai là câu chuyện về bất động sản liệu là có sóng bất động sản ở trong giai đoạn tiếp theo hay không thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem qua nhé anh chị muốn vào room tư vấn của Finasac cũng như là muốn đăng ký về cái dịch về cái hệ thống phân tích của Finansac anh chị có thể để lại thông tin ở đây ở cái phần quản trị danh mục thì ai các bạn bên CM cũng sẽ đưa anh chị vào room tư vấn nhé có thể lựa chọn được các bên ok bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại về câu chuyện về lạm phát cái bức tranh dòng vốn toàn cầu này về lạm phát thì rõ ràng là cái kỳ vọng tăng trưởng của nhà đầu tư ở trong thời điểm năm gọi là cái hợp đồng swap rate 5 năm thì bây giờ rõ ràng là đều tăng trưởng cả rồi <laughs> tức là nhà đầu tư đang kỳ vọng là mức lạm phát sẽ đăng, bắt đầu tăng trưởng quay trở lại. Thì điều này là điều đương nhiên thôi. Và một một cái một cái chỉ báo nữa có thể có thể thấy về lạm phát ấy, và liên quan đến non payroll của, của cái thời điểm gần gần nhất ấy thì mình có thể thấy như sau này. <laughs> cái kỳ vọng về cái kinh tế, ví dụ như là kinh tế à, kinh tế toàn cầu đi. Thì cái lượng lao động mà tham gia vào vào kinh tế và và được forecast từ năm 2020 mà đến năm 2050 ấy mươi à, được à, FT hay là forecast thì lúc này chúng ta sẽ thấy là là cái tăng trưởng của cái lao động à, của cái đội ngũ lao động mà trong cái thời điểm mà thị trường lao động ấy, nó chỉ dừng ở cái mức là là hai rưỡi đến 3 triệu à, đến 3 tỷ người thôi. Mà trong khi ấy là cái phần còn lại của quốc tế tức là cái phần mà nó nằm không nằm ở trong à, đội đội cái lực lượng lao động toàn cầu ấy thì nó đã dôi đến khoảng là gần 7 tỷ à, 7 tỷ như thế này thì tức là sao ạ? Tức là cái thị trường không được tối ưu hóa và nếu không được tối ưu hóa thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là gì? Bây giờ chúng ta hãy nói thâu sâu một tí về câu chuyện mà mà tối ưu hóa về lao động và 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 kinh tế nhé ví dụ như lao động ở đây à, lao động mà tăng thì chắc chắn là sản xuất ra sẽ tăng và lao động là một cái hàm rất là là ok ở trong ở trong cái câu chuyện của GDP đúng không ạ thì khi mà cái hàm lao động này tăng này thế mà lao động mà tăng ấy thì chắc chắn một điều là GDP sẽ tăng và khi GDP sẽ tăng thì chỉ số chứng khoán sẽ tăng trưởng là bình ổn. Còn nếu mà cái tỷ lệ lao động này gọi là lao động mà thực sự góp vào GDP lại không tăng nhiều và thậm chí là như cái mẫu hình mà kỳ vọng từ năm 2020 cho đến khoảng 30 năm sau ấy nó chỉ có mức độ như thế này thôi. Thì bây giờ chúng ta phải rất kỳ vọng vào nhất là yếu tố về tăng trưởng về công nghệ, à, yếu tố tăng trưởng về công nghệ theo cái gọi là neo Classical ấy. Còn nếu không không tăng trưởng về công nghệ thì lúc này chúng ta sẽ phải kỳ vọng là gì ạ kỳ vọng là cái cái câu chuyện về 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 cái không không được à, cái tài nguyên không được sử dụng hết là cách khác là bây giờ cái nguồn cung ấy, và nguồn cầu ấy, bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện này bây giờ nó sẽ dịch chuyển về hướng ngược lại tức là bây giờ nó ở cái khu vực này và khu vực này ấy, sẽ làm cho giá cả cao hơn À, mà trong khi mua được ít hàng hóa hơn thì đây chính là bản chất của lạm phát và nếu mà như vậy ấy, thì bây giờ chúng ta cầm một đống tiền mà chúng ta chỉ mua được ít đồ thôi và do vậy là nếu lạm phát có thì chắc chắn một điều phải tăng lãi suất lên rồi và một lần nữa quay trở lại cái bài toán nhé đó là gì ạ đó là nó khiến cho chúng ta kỳ vọng về về dài hạn thì lúc này sẽ bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn và đây là lý do tại sao mà đến thời điểm dự báo của quý Hoa 2 quý 2 và năm 2021 thì những cái cổ phiếu những cái gọi là trái phiếu à, rủi ro cao ở trái phiếu rủi ro cao ví dụ là trong năm 2020 đi. Thì trái phiếu rủi ro cao ấy thì bắt đầu nó nó tăng gọi là spread tăng trưởng đấy, tức là mức độ tăng trưởng khá là mạnh. Và trong khi đến hiện tại ấy, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái mức độ mà gọi là trên lệch like basic gọi là cái chỉ báo cho thấy là cái dòng tiền cảm thấy cái kỳ vọng vào tương lai có vẻ như bắt đầu bắt đầu hạn dần, cạn kiệt dần. Và do vậy là là dòng tiền rút ra khỏi trch bon. Và khi mà rút ra khỏi trch bon thì cái spread này nó sẽ về không? và do vậy một lần nữa nhé là đến thời điểm này ấy, nếu mà gọi là cái mindset về thị trường chung ấy thì thì có vẻ như là chúng ta sẽ chúng ta là đang là một cái thị trường mang tính là mang tính là gọi là, là cận biên. Và nếu mà thị trường cận biên thì yếu tố đầu tư đầu cơ rủi ro nó sẽ bắt đầu cao hơn các thị trường khác. Thì chắc chắn một điều là nó sẽ hiện qua cái bản đồ dòng vốn ở đây này. Nếu anh chị để ý thấy ấy, là trong khi SP 500 thì nó chỉ đang ở cái vùng tăng trưởng đi lên thôi thì bây giờ chúng ta là thị trường cận biên đang đã hứng hứng được rất nhiều tiền uh, từ vn index này từ vn 30 này từ vn 30 1 m này và thậm chí uh, vn index cũng đang bắt đầu quay trở lại cái vùng dẫn dắt rồi và chúng ta đang đi trước một bước so với uh, các cái thị trường uh, gọi, gọi là thị trường lớn đi Thì một lần nữa mình vẽ lại cái, một cái gọi là sơ đồ chu kỳ thì cái nhóm blue tức là cái cổ phiếu SP này, này SPX này, này và nhóm mid này, nhóm small này bắt đầu kéo ngược trở lại thì bây giờ nhé chu kỳ đầu tiên là chu kỳ quốc gia thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là nhóm small này đang tăng là đang ở đây đang trong vùng vùng đỉnh tăng trưởng trong khi là nhóm blue ấy, bắt đầu ở cái vùng SP 500 đây yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai ấy, là nếu mà thị trường mà cái đồng đô ấy càng giảm đồng đô càng suy yếu thì chắc chắn một điều là cái khả năng tăng trưởng của thị trường thị trường của chúng ta sẽ càng càng ổn và đó là lý do tại sao mà trong thời điểm hiện tại ấy, dòng cái dòng tiền lớn ấy, họ vẫn tiếp tục là mua lên ví dụ như ngày hôm nay đi nhìn vào câu chuyện vn index là chúng ta nhìn mua lên à, đang vẫn là đang là gom mua này và và có thể cân nhắc mở cái vị vị, vị thế mua thăm dò mới à, với chỉ số vn30 cũng thế à, với chỉ số vn30 thì cũng có thể thấy rõ cái bức tranh này cũng khá là rõ khi mà họ họ bắt đầu là gia tăng mua của dòng tiền thông minh mặc dù là cái dòng tiền lớn ấy họ bắt đầu họ họ ngừng mua rồi dòng tiền lớn là bắt đầu ngừng mua với vn 30 rồi và đây là lý do tại sao mà các cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này uh, nhóm ngành ngân hàng này ví dụ là cổ phiếu lớn này, tcb này hay là uh, ctg này thì dòng tiền lớn bắt đầu ngừng mua nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể phải thoát ra đâu nhé đơn giản là chúng ta cân bằng lại thôi uh, cân bằng lại thay vì chúng ta mở mua mới uh, vẫn đang ở trong cái channel tăng ví dụ là ctg đi uh, ctg này đang ở trong cái channel tăng nhưng mà để mua lên được với channel tăng hay không ấy, thì là một câu chuyện khác nhá. liệu chúng ta có mua được hay không nữa không À, do vậy là lúc này là lúc mà theo mình ấy, quan điểm mình bắt đầu là chuyển giang, sang dần có chuyện à, thận trọng hơn à, bởi vì lý do tại sao mà hôm nay mình à, phân tích à, về thị trường chung à, cũng cũng khá là ít à, khá là ít so với à, so với bình thường và phân tích và chỉ số về về thanh khoản bởi vì là trong nếu mà thời điểm trước đây anh chị để trong những cái bài phân tích của châu ấy, mà mà chúng ta nói về câu chuyện thanh khoản ấy, mà nếu mà thanh khoản mà bị gọi là tắc nghẽn thanh khoản thì lúc này chúng ta đâu có phân tích được với thanh khoản đúng không ạ mà chúng ta phải nhìn dùng những cái kỹ năng dùng dùng những cái kỹ thuật khác để chúng ta phân tích thị trường vào thời điểm này và khi mà chúng ta xác định về câu chuyện và thống kê dữ liệu cung cầu ấy, với vn index thì, chúng ta cũng nhìn thấy câu chuyện là với vn index thì với cái cái dữ liệu cung cầu ấy thì chúng ta có câu chuyện về lệnh mua và lệnh bán thì anh chị có thể thấy một yếu tố là ở đây này à, nếu mà thời điểm trước đây ấy, là lệnh mua lệnh bán cân bằng và những cái thời điểm mà kéo giá mà cái dòng tiền lớn xuất hiện ấy, thì lệnh mua bắt đầu xuất hiện ví dụ là ngày 28 tháng 5 đi là lúc này là cái lệnh mua nó trung bình cao hơn hẳn một lệnh bán tức là một cái lệnh mua chất lượng hơn ấy. thì bây giờ trong 3 phiên trở lại đây ấy, khi mà thị trường kéo tăng thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cái lệnh bán đang, bắt đầu là đang đè thị trường đang đè đè rất là mạnh đang đè ở đây tức là chúng ta có một trung bình một lệnh bán ấy, thì cái khối lượng đặt nó cao hơn nhiều và đó là với vn index còn với vn 30 thì sao vn 30 thì cái yếu tố bán nó còn dội mạnh hơn nữa các anh chị thấy là cái khối lượng trung bình một lệnh mua một lệnh bán đấy thấy rõ là cái lệnh mua thì khá là yếu trong khi lại bán rất là mạnh. Đây là lý do tại sao mà ngay ở trong room tư vấn của Châu ấy cũng chia sẻ là ngày hôm nay thì chúng ta lại không không mở những cái lệnh mua ngoài à, mua ngoài ngoài những cái cổ phiếu mà chúng ta đã có trước đó và đặc biệt là nằm trong dòng banh hay là dòng trứng hay là dòng thép mà chúng ta chỉ có thể mua mua được những cái cổ phiếu mà đang có trong danh mục thôi để chúng ta hạn chế câu chuyện T3. À, tức là T3 tức là sao ạ? Ví dụ trong, chúng ta mua thì bị kẹt khoảng T3 mới về và do vậy là nếu trường hợp mà chúng ta mua những cổ phiếu ngoài danh mục ấy thì chúng ta khó mà đảo được danh mục lắm và lúc này là lúc mà chúng ta bắt đầu bắt đầu thận trọng hơn nhé đặc biệt là khi thị trường bước vào thời điểm cuối tuần dự, dự các bạn bản tin non farm payroll vào thời điểm cuối tuần này nhìn chung là thị trường vẫn đang ổn vẫn đang tốt nhưng mà thật sự là để cho cho đà tăng trưởng quay trở lại thì lúc này không chưa phải là thời điểm thích hợp đâu và do vậy là mình sẽ cần phải ưu tiên quản trị rủi ro nhiều hơn nhé nếu anh chị thấy này ví dụ như là chỉ số viên 30 đi thì cái kỳ vọng đảo chiều và cái cảnh báo đảo chiều nó đang 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 lên rất là mạnh rồi ví dụ là cái mức độ cảnh báo đảo chiều là đang khoảng 98 phần là gần sát nút trong khi đó thì rủi ro giao dịch với VN30 bắt đầu lên 89 do vậy là những cái thời điểm này ấy, có vẻ như là chúng ta khó mà mua Uh, cảm xúc mà chi phối như thế này ấy, thì lúc này cái phân tích mà kỹ thuật các thứ thì cũng sẽ sẽ hơi khó đấy. Do vậy là chúng ta bắt đầu quan sát và hạn chế nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện mà quản trị rủi ro nhé. OK ạ, thì đó là một số nhìn nhận về về thị trường của của ngày hôm nay cũng như là trong hai hai tuần hai ngày sắp đến. Thì quan điểm của mình ấy là mình vẫn đánh giá là thị trường vẫn đang ổn, không bị xấu. Nhưng chúng ta nên ưu tiên vị thế nắm hơn là chúng ta bắt đầu mở những cái lệnh mua mới thời điểm này anh chị nhé. Đồng thời là là nếu mà chúng ta dựa vào cái khoảng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua trong trong ngày hôm nay và để dành cho ngày mai ấy. thì bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích một số cổ phiếu có dấu hiệu tăng trưởng để xem có thể mua được cổ nào hay không. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng xem qua một tí về cổ ACB nhé. À, ACB là một cổ mà mà room của châu khuyến nghị từ hai tuần trước. À, khi mà cái nhóm ngành ngân hàng và cái nhóm ngành ngân hàng lớn thì bây giờ nó đang bị điều chỉnh giảm. À, nếu mà chúng ta nhìn như vậy sẽ hơi nhìn nhóm ngành ngân hàng nói chung ấy, anh chị có thể vào cái câu về cái tab của Việt Nam ở Việt Nam thì chúng ta sẽ nhìn được cái phân 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 bổ từng ngành mà nếu như anh chị đấy thấy này thì rõ ràng là cái câu chuyện phân bổ ấy, nó đang đang phân nó gọi là đang đang phân kỳ rất là rõ đang phân kỳ rất là rõ nét ở trong cái câu chuyện dẫn dắt ấy, thì nó chỉ có bao gồm là tài chính này bao gồm là ngân hàng này và bao gồm là tài nguyên cơ bản còn tất cả những cái nhóm còn lại kể cả bất động sản đi cũng đang bị điều chỉnh rất là sâu chỉ có một cái nhóm ngành dầu khí là đang đang gọi là vượt trội đang vượt trội đi lên khi mà kỳ vọng về giá dầu tăng thì nếu mà nhìn trong bức tranh ngắn hạn thì có vẻ như chúng ta có thể kỳ vọng một dòng nhóm dầu được nhưng mà trong cái tầm nhìn dài hạn thì có vẻ như chúng ta cần phải sức lưu ý nhé ở trong câu chuyện này vậy là hôm nay mình đã xác định được là dầu khí này đang có cơ hội tăng này hóa chất này y tế thì chắc chắn rồi à, trong đó là chúng ta vẫn đang dẫn dắt là tại tài chính Uh, ngân hàng và và tài nguyên. Bây Giờ chúng ta hãy cùng xem qua một tí về nhóm. Có vẻ như là mình sẽ chọn nhóm đầu tiên là nhóm về về, về dầu khí. Uh, dầu khí thì hiện nay cũng rất nhiều cổ đang bắt đầu tăng trưởng mạnh rồi. Uh, chúng ta hãy cùng xem qua này. cổ nhất là cổ BVS uh, vẫn đang có một nhịp tăng mà như vài video hôm trước của châu tư vấn ấy thì chúng ta tiếp tục giao dịch với BVS khá ổn. Hôm nay có một cổ nữa là cổ BSR. Uh, chúng ta hãy cùng nhìn qua hai cổ cổ phiếu này nhé, BSR và và BVS. À, đầu tiên là anh chị cần nhập tin vào đây thôi BSR này lọc có dầu bìm sơn này à, rõ ràng là quan điểm từ phía nhà tạo lập ấy là họ đang muốn đẩy giá tăng do vậy là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để chúng ta mua lên BSR nhé ngay ở trong trung tư vấn của châu hôm nay cũng có chia sẻ là có thể mua được nhưng à, với BSR thì mua như thế nào mới là câu chuyện à, cũng hơi hơi phức tạp đấy nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện kỹ thuật thì ở đây BSR BSR là một câu chuyện khá phức tạp à, vì sao lại như vậy vì mẫu hình nền nén chưa chưa thật sự là là quá mượt đâu Uh, cái áp lực, áp lực nén của dòng tiền ấy, nó đơn giản là là tuần tuần hôm nay tuần này thôi, là uh, dấu hiệu bứt phá tăng trưởng trở lại và có có dấu hiệu là tăng từ từ đá thanh khoản tức là thanh khoản tăng uh, thứ hai nữa là nén nền được uh, khoảng là một hai ba bốn năm nói chung là vừa đủ cái khoảng thời gian của uh, của gọi là tích lũy nền theo theo đồ thị tuần chúng ta quay lại đồ thị nến giờ nhé đồ thị đến ngày nhé thì rõ ràng anh chị thấy này sau khi cắt xong cái vùng cản giá 16 sáu thì kéo luôn của mười tám ba À, và hiện nay là đang dừng lại đúng ở cái vùng đỉnh giá gọi là đỉnh đỉnh giá của thời điểm của tháng tháng ngày mùng 4 ngày mùng 7 tháng 4. À, vùng đỉnh giá này ấy, thì nó cũng đã được xác lập trước đây lâu rồi. trước đây một khoảng thời gian rất là dài rồi. Tức là nó cũng giống như là cái vùng giá dầu, vùng giá 70 ấy, đang chỉ để thấy ấy, là bây giờ BSR nó cũng đang ở chính xác ở cái vùng là 18.5. Do vậy là với những cổ phiếu mà giá dầu đi, dầu như này đi để mua lên được hay không ấy thì quan điểm của mình là trong thời điểm mà thị trường đang dầu đang tăng thì chúng ta sẽ phải betting với dầu mà chắc chắn mà câu chuyện là betting với giá dầu ấy thì sẽ khó mà mà quan sát và kiểm chứng do vậy là nếu anh chị muốn giao dịch với dầu thì chúng ta cần phải làm gì ạ? đó là thứ nhất là phải cần xác định được là cái vùng kháng cự này đã bị bứt phá hay chưa và bằng cách là ngày mai ví dụ là phiên giao dịch ngày mai đi có một cái vùng cây giá tăng và thậm chí là chúng ta bỏ phiên giao dịch ngày mai cũng được tăng xong và ngày kia nó phải test lại chúng ta sẽ cần là gì ạ? cần phải kiểm chứng lại cái vùng nền giá 18.3 này ổn này thì chúng ta có thể mua lên được với BSR và hoặc là chúng ta có một cái phiên giao tiếp theo ấy, một câu câu chuyện mà còn là chiến lược giao dịch khác ấy là chúng ta có thể mua thăm dò mua thăm dò ngay tại vùng đỉnh giá của BSR hiện tại à, với câu chuyện mua thăm dò này thì cũng được này và mua thăm dò để mua ít thôi để chúng ta có vị thế nếu mà trường hợp mà BSR tăng ấy, tăng khoảng 3% chúng ta mua thêm tăng 3% mua thêm đó là kịch bản tốt còn nếu mà đúng mua ấy, thì chúng ta phải cần một hai nhịp để kiểm chứng lại là BSR kiểm chứng thành công cái vùng 183 thì lúc này chúng ta mới có thể giao dịch được với với cổ phiếu này nhá đó là một cổ phiếu giá dầu và BSR thứ hai là chúng ta có một cổ phiếu BVS BVS là một cổ khá là khá là thú vị đấy BVS nếu mà trong uh... bây giờ là BVS vượt đỉnh rồi à, đang được cái cái câu chuyện về ký hợp đồng 300 triệu đúng không ạ thì tiếp tục là BVS vượt đỉnh thì BVS cộng thêm cái câu chuyện mà giá dầu tăng nữa hôm nay cũng rất nhiều cổ về liên quan đến dầu tăng ví dụ là DCM này DCM hôm nay cũng tăng trần này nói chung là là dòng tiền đang rất kỳ vọng là dầu đang bứt phá cái ngưỡng của 70 đấy nói chung là nhìn về ngắn hạn thì những cổ phiếu về dầu đang khá ổn do vậy anh chị có thể là là quan sát thêm cổ về dầu nhé à, không không bị ảnh hưởng quá là nhiều đâu ok ạ à, đó là với dầu còn với nhóm ngành à, thứ hai là nhóm ngành về về ngân hàng thì sao liệu ngân hàng là có có còn khả năng để tăng trưởng nữa hay không thì nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện ngân hàng này thì hầu hết là các cổ phiếu ngân hàng đang nằm ở trong cái vùng dư địa dẫn dắt tức là bây giờ nó đã tăng gọi là hết dư địa rồi. À, tăng hết dư địa rồi bây giờ phải lôi những cổ ngân hàng nhỏ ví dụ như là cổ acb này cổ liverpool bank này cổ stb hay là tb bank này à, hd bank này phải phải lôi hết lên trên này rồi và thậm chí là cổ vb bank nó bắt đầu là bị chìm xuống cái vùng nửa, hướng giảm rồi do vậy là chúng ta sẽ phải hết sức lưu ý nhé ở trong những cái phiên giao dịch như thế này đặc biệt là với nhóm ngân hàng thì trong room tư vấn của châu đi thì chúng ta cũng có rất nhiều cổ phiếu của của nhóm ngành ngân hàng và do vậy là đến thời điểm này chúng ta chỉ nắm thôi quan sát thôi nếu mà trường hợp mà bắt đầu những dấu hiệu điều chỉnh ví dụ STB đi STB là bắt đầu cảnh báo này có thể bắt đầu chốt lời dần này hay là với những cổ phiếu khác à, thuộc nhóm ngân hàng à, mà mình đã khuyến nghị trước đây ví dụ là TCB đi bắt đầu là chúng ta cần phải bắt bắt đầu điều chỉnh dần này à, kỳ vọng là bây giờ nắm giữ thôi và nếu mà trường hợp mà khi nào khi mà nhóm ngân hàng bứt phá thì mới kỳ vọng lên cái vùng giá tiếp theo còn nếu không thì chúng ta sẽ phải nắm giữ và thậm chí là chúng ta bắt đầu ưu tiên cái, cái lệnh chốt lời dần dần rồi đó là với cái nhóm ngành ngân hàng à, những cái cổ phiếu lớn của nhóm ngân hàng cũng thế anh chị muốn vào room tư vấn thêm thì cả nhà cứ để lại thông tin ở đây nhé ngoài ra là chúng ta cũng có thể à, kiểm tra lại về, về sức khỏe của cổ phiếu của mình có tốt hay không danh mục của mình có tốt hay không thì anh chị có thể để lại cái phần phân tích danh mục đầu tư ở đây thì à, chúng ta sẽ có phân tích là sức khỏe của dòng tiền À, sức khỏe của danh mục đã ok chưa và đồng thời là là anh chị muốn vào room tư vấn thì cứ để lại thông tin ở đây nhé ok thì đó là với nhóm ngành ngân hàng à, chúng ta hãy cùng xem qua một nhóm ngành khác nào xem có cơ hội nào ở đây hay không à, chúng ta hôm mấy hôm nay thì cháu để thấy là chúng ta có một câu chuyện về bất động sản à, về nhóm ngành bất động sản nhé bất động sản thì thật, thực tế là tốt hay không thì theo mình ấy, bất động sản hiện thời điểm này vẫn chưa chưa phải thật, thật sự là quá ổn đâu à, bởi vì sao thứ nhất ấy, là nó đang có sự rời rạc À, và đang có sự rời rạc nhá à, một cái mức độ lan tỏa rất là lớn từ VRE đang ở phía dưới thấp ở vùng suy yếu cho đến DXG vùng 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 phía trên cao tức là ấy, khi nào mà mà khi nào mà cái nhóm ngành nó tốt thì khi mà tất cả cổ phiếu trong ngành ấy nó phải gom lại và đang trong cái đà tăng còn bây giờ là đang bị khá giải rác như thế này rồi thì gọi là mới là cục bộ thôi tăng trưởng cục bộ trong nhóm bất động sản thôi thì thực tế ra là mình cũng phải đồng ý cũng xác nhận câu chuyện là thị trường gọi là câu chuyện bất động sản ấy thì thường là cái nhóm banh về cổ phiếu ngân hàng à, sau khi ngân hàng mà tăng trưởng xong ấy thì cái dòng tiền nó sẽ tìm đến là bất động sản à, bất động sản sau đó là tìm đến nhóm bán lẻ à, bọn bán mà bán lẻ retail ấy. bán lẻ retail tuy nhiên là đến thời điểm này ấy, thì chúng ta đã có bứt một cái mạch ở đây là covid 19 thì liệu là cái tiền nó có vào bất động sản hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ nhé tức là chúng ta chưa chưa thể giải thích được là bất động sản có hay không mà nếu mà muốn bất động sản có hay không ý, có vẻ như chúng ta sẽ phải đợi thêm khoảng một hai tuần nữa để xem là cái chu kỳ bất động sản có hay không lúc chúng ta mới thể giao dịch được tuy nhiên là với bất động sản thì vẫn có cơ hội giao dịch nhé ví dụ là BDR này đây là một cổ phiếu mà nếu anh chị theo dõi bài video của châu ý, đều cũng khuyến nghị rõ về câu chuyện BDR PDR một cổ phiếu mà lái rất là, là là gọi là lái rất có tâm tức là sao ạ? cứ 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 tạo nền rồi lại tăng nhẹ tạo nền lại tăng nhẹ cứ thế mà tăng thôi tức là cái độ mức độ rủi ro của của BR rất là hiếm rất là ít à, ví dụ như vậy hoặc là một cổ phiếu có game đi ví dụ là đấy g đi đấy g trước một khuyến nghị thì cổ phiếu có game ví dụ là đấy g đi bứt phá vùng đỉnh rồi bắt đầu một nhịp tăng đó là đấy g còn chúng ta hãy xem qua cổ phiếu nào nữa nhỉ à, bất động sản thì hôm nay mình để ý thấy là trong uh, danh mục khuyến nghị thì có cả uh, dòng tiền tăng thì có tích và flc chúng ta hãy xem thử tích nhé tg À, tích bây giờ cũng đã bắt đầu vượt vùng đỉnh rồi. Tích thời điểm mà trong nghị trong room là vùng 13 7. bây giờ đã bắt đầu 15 năm cũng đã khá là ổn cho một cổ phiếu đầu tư như thế này. Hay là một cổ mà cũng khá thú vị là cổ của Anh Quyết, à, cổ của nhóm chủ tịch đúng không ạ? Mình không khuyến nghị là cả nhà sẽ giao dịch những cổ phiếu như thế này nha. Tuy nhiên là nó đơn giản là để, để chúng ta quan sát thôi. À, khi mà những cổ phiếu của Penny lên lên ngôi thì có vẻ như chúng ta cần phải sức lưu ý đến thị trường chung khi mà gọi gọi là Nhà đầu tư đang bị thiếu một cái ý tưởng để đầu tư một cách rõ ràng hơn. Thì do vậy là họ sẽ bắt đầu là dòng tiền nó sẽ kỳ vọng ngắn trở lại và những cổ phiếu liên quan đến đầu cơ cao. Thì đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải sức lưu ý thôi. Ok ạ, à, thì đó là một số nhìn nhận nhé. Anh chị có thể là quan sát những cái cổ phiếu trong này và đồng thời là chúng ta có thể đo đạc về về cái bản chất của cổ phiếu đó. Ví dụ như là ART có vào được hay không? Thì theo mình là độ bền mà 17% thế này là không vào được này nhưng mà cổ của ACB đi độ bền là 43% lượng mua có thì vẫn có thể là điều chỉnh để mua thêm hay là BSR bắt đầu trong câu chuyện xuất hiện hay là cổ phiếu của DCM hay là đạp phu Mỹ hay là cổ phiếu mà mình rất là thích là cổ FPT cái độ bền của cái đà tăng ấy khá là ổn hay là cổ của HCM cũng ok trong một cái thị trường mà rất nhiều nhà đầu tư mới đang mở tài khoản đến lúc này nếu mà anh chị để ý thấy là chúng ta hãy cùng xem Google Trending đi Google Trending này À, thì sẽ thấy là cái mức độ quan tâm đến cổ phiếu à, của nhà đầu tư đến thời điểm hiện tại như thế nào ta, ví dụ là stock đi về cổ phiếu đi thì nếu mà trường hợp mà chúng ta về về cái chứng khoán ở, ở thị trường Việt Nam này thì đang có dấu hiệu tăng là từ điểm tháng 4 tháng 2 đến bây giờ cứ tiếp tục tăng kéo kéo tăng và trong đó là cổ phiếu này. À, đó thì đó anh chị có thể thấy là những cái từ khóa nó tìm kiếm tức là cái mức độ quan tâm của dòng tiền của nhà đầu tư thời điểm này rất cao uh, yếu tố tăng trưởng rất là mạnh đúng không ạ đang được forecast là vào thời điểm cuối tuần thì những cổ phiếu nó sẽ giảm đi nhưng mà cơ bản là là có thể thấy là cái, cái mức độ quan tâm của cái dòng tiền mới đang vào thị trường rất lớn và do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là một cái đà tăng một nhịp tăng vẫn còn nhé mặc dù là chúng ta phải hết sức cẩn trọng thôi thận trọng với những cổ phiếu đã tăng nóng uh, những cổ phiếu đã tăng rất cao Ví dụ là cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng, ví dụ như vậy thì hoàn toàn là chúng ta nên nắm giữ và đạt được mục tiêu thì chúng ta có thể bắt đầu chốt lời dần. À, không chốt lời không bao giờ sai đúng không ạ? Ok. Thì đó là một số nhìn nhận của video nhé Của ngày hôm nay à, xin cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi và một lần nữa à xin chúc cả nhà là sẽ thực hiện đủ đúng và đủ câu chuyện 5K của chính phủ về phòng chống virus Corona. À, cũng như là à, chúc cả nhà một phiên dịch thật sự thành công một ngày mai à, thị trường đang thăng hoa bùng nổ thì chúng ta hãy cứ tận hưởng những cái à, cảm xúc đó nhưng mà đầu đầu tiên đầu tiên và 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 sau đó là chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức cẩn trọng à, trong những cái lệnh giao dịch nhé đặc biệt là những thời điểm mà không cho à, không cho sửa lệnh hay là không cho hủy lệnh như thế này ok nhé à, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và anh chị à, rất mong cả nhà là like cũng như là subscribe À, kênh và như xe kênh đây là một cái ủng hộ rất là lớn một động tác nhỏ nhưng mà ủng hộ rất là lớn dành cho anh em của đội ngũ Finasac nhé à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong video lần sau ạ xin tạm biệt